Cao xỉn xú dùng để kéo dài quan hệ có tác dụng phụ không và có hại không? Hôm trước Quang có làm một video review về cao xỉn xú hảo hạng, và sau đó thì có rất nhiều người inbox hỏi Quang là cao xỉn xú có hại không, có tác dụng phụ gì không. Thì hôm nay làm video để trả lời lại với lại mọi người nhé. Việc đầu tiên chúng ta cần phải tìm hiểu là thế nào là tác dụng phụ và thế nào là có hại và hại như thế nào. Những cái vấn đề hại liên quan đến sinh lý sau này và liên quan đến sức khỏe thì chủ yếu là nó bị ảnh hưởng bởi những cái chất độc mà chúng ta tích tụ vào trong con người thông qua cái đường ăn, đường uống. Ví dụ như là rượu, bia, thuốc lá quá đà, những cái chất kích thích quá đà, và nó sẽ làm cho gan của chúng ta và một số cái bộ phận trong cơ thể của chúng ta nó đào thải không kịp. Chúng ta quá lạm dụng nó đào thải không kịp thì nó sẽ ảnh hưởng về lâu dài sau này. Còn đối với cao xỉn xú thì đó là một sản phẩm mà chúng ta chỉ bôi ngoài thôi, và khi bôi ngoài nó tạo thành cái gọi là cái tê nóng nóng tưng tửng để nó làm giảm cái cảm giác của những người hay bị xuất tinh sớm. Cái này cao xỉn xú thì không có tác dụng đối với những người yếu sinh lý theo kiểu là không cứng, không thèm quan hệ, không có tác dụng nhá. Còn với những người mà hay bị xuất nhanh thì có tác dụng cực tốt và nó không có một cái tác hại nào cả, bởi vì nó chỉ là bôi ngoài và nó gây nóng, gây tê, gây giảm cái cảm giác của cậu nhỏ của chúng ta thôi. Vậy thì để mà dùng một số cái loại sản phẩm khác thì chúng ta cần phải nghiên cứu cho kỹ, còn với cao xỉn xú thì không sao cả các bạn nhé.